xà đẹp mua về rửa sạch để nướng. Rồi bây giờ nhóm bếp để bắt đầu nướng xà điệp hành mỡ. Rồi bây giờ chúng ta sắc hành để làm mỡ hành. Hành ta sắc nhỏ thôi các bạn nha. Hành sắc xong rồi chúng ta thêm xíu gia vị vào, tiêu, ngọt, nước mắm. Rồi, xong hành. Ta đổ dầu vào, ta phi cho nóng lên, hơi nóng nóng. Rồi dầu nó nóng rồi, chúng ta nhấc xuống. Nhấc xuống để cho nó nguội hơi còn ấm ấm, chúng ta mới bỏ hành, như đừng bỏ hành trước nha. Đây là nước mắm nè. Chúng ta cho bột ngọt, nước mắm, đường, xíu đường thôi, rồi cho tiêu bột. Rồi ai thích ăn tiêu hột thì chúng ta bỏ tiêu hột vào, để mỗi cái con sò nướng thì chúng ta bỏ một vài hạt tiêu hột vào. Còn ai không thích ăn tiêu hột thì thôi, chúng ta bỏ nha. Rồi bây giờ sẽ tiến hành làm món nướng sò. Dầu nó ấm ấm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm món hành mỡ đây. Đây là chén mỡ hành béo ngậy, có vị mặn mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, cay cay, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi chúng ta đặt vỉ lên nè, mì nướng nha. Rồi bây giờ nướng nha các bạn. Rồi đặt lên bếp rồi chúng ta chế hành bỏ vào xíu thôi. Sò mùa này béo á, sò mùa cho nên con nào cũng có mặt béo. Chưa lần lắm. Than chưa lần lắm. Được rồi. Rồi chúng ta cho hành mỡ vào nè. Chúng
nghe mùi xèo xèo và thơm nha các bạn ha. Món này tập trung đông đông lên làm ăn, vừa ăn vừa tán gẫu rất là vui. Rồi bắt đầu có khói nghi ngút lên rồi đó. Rồi cứ để cho nó chín nha các bạn ha. Thơm quá. Con nào chúng ta thấy nó chín thì chúng ta vớt ra trước nha, đừng để nó cháy quá nha. Thơm quá. Xèo xèo các bạn, xèo xèo hấp dẫn quá. Con nó chín rồi nè, ta vớt ra. Đây là đưa con khác vào. Mùa này là mùa điệp, cho nên là nhiều điệp lắm các bạn ơi. Nhiều và rẻ lắm, như cái này mùa sáng mình mua là ở chợ là 15.000 ký nè. Rất rẻ. Này sò điệp rẻ mà béo. Mà chúng ta có dịp ghé Phan Thiết thì ăn hải sản là tuyệt vời ha. Vừa ngon vừa rẻ, tươi. Ở nhà thứ bảy chủ nhật mà gia đình chúng ta rảnh á, chúng ta rủ nhau mấy chị em mua về làm nước ăn được rất nhiều, rẻ. Này mà ra quán là mắc lắm nha các bạn. Ở Phan Thiết thì có cái quán ở bờ kè bán cái này, rất là nhiều quán nào cũng có bán, không có rẻ đâu. Chỉ có mua về làm là vừa ngon vừa rẻ vừa tươi. Con à, đây mày quạt ha, giỏi nha. Ơi lửa bén này đó, lửa bén đây là nó cháy rồi, hết rồi, nó bén lên là dầu nó xuống rồi nó cháy một xíu rồi. Con nào chín thì chúng ta vớt ra nha, đừng để cháy quá, cháy quá là mất ngon.
Đây dĩa sò hấp dẫn các bạn ha. Ngon quá. Còn nóng hôi hổi luôn. Món này rất là dễ làm các bạn nha, không có khó đâu. Chúng ta cứ mua về cậy rửa sạch cát đi, cát với lại những cái chất dơ ở bên trong con sò. Chúng ta làm hành mỡ gia vị rồi nướng luôn. Nướng bắp than là ngon nhất nha, bắp điện nến nướng nó không ngon đâu. Rồi khói nghi ngút luôn các bạn ơi, ngon quá. Đây sò điệp nướng mỡ hành nhìn hấp dẫn không? Con nào chín thì gắt ra. Khói nghi ngút luôn. Đây chúng ta làm sẵn nè. Bây giờ chúng ta rửa sạch làm sẵn. Rất ngon nha mọi người.
có tiêu nữa nè, tiêu hạt này. Để chị ăn đi. Ăn dụng thấy ngon. Rẻ nữa. Còn bây giờ mình xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.